các bác, em sẽ quay cho các bác xem cái chiếu lụa của em bé nhá. Kích thước là 60cm x 1m2. Đây ạ, chiếu lụa đây ạ. Đó. Đây là chiếu lụa 3D nhá, chiếu lụa điều hòa 3D của em bé. Có tặng kèm một vỏ gối này các bác này. Gối bên trong là đây, một lớp lụa đây. Bên trong là các hạt đỗ nhá. Vỏ đỗ ạ, vỏ đỗ ạ. Đó, rất tốt cho em bé đấy ạ. Ở đây là chiếu này. Đó, đây là mặt sau này. Rất thoáng nhé các bác nhé. Đây là mặt trước. Đây, em sẽ quay toàn cảnh cho các bác xem. Đó, rất đẹp đúng không? Bác nào có nhu cầu xỉ này, inbox cho em theo số điện thoại và Zalo 0973103832 nhé. Các bác có thể xem thông tin chi tiết tại website siêu thị mua rẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ.com. Có fanpage siêu thị mua rẻ bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội ạ. Chào tạm biệt các bác.